sẽ phải thay cơ chế tự nhiên đó bằng cách chủ động chăm sóc, bảo vệ cho làn da. Vậy nên chăm sóc da sau khi điều trị nám là một điều hết sức cần thiết. Và bởi vì đây là thời gian vàng để mà chúng ta sẽ phục hồi, tái tạo lại làn da. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Làm Đẹp Khoa Học. Và chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là nguyên tắc chăm sóc da sau khi điều trị. Như chúng ta đã biết thì nám da xuất hiện do nhiều tác nhân, có tác nhân bên ngoài như là ô nhiễm môi trường, ánh nắng mặt trời, và từ bên trong cơ thể thì có rối loạn nội tiết tố này, căng thẳng này dẫn đến sự gia tăng các cái hắc tố melanin và gây nên những đốm màu nâu sậm trên da. Và chúng ta điều trị nám bằng cách lấy đi các hắc tố đó bằng cơ chế tổn thương viêm tăng sinh, và sau đó sẽ phục hồi tái tạo lại dựa trên cơ chế phục hồi tự nhiên của cơ thể, cộng với việc mình sẽ uống trong bôi ngoài để hỗ trợ cho làn da, làm cho làn da nhanh chóng được phục hồi và khỏe mạnh trở lại. Và để dễ hình dung hơn thì bạn cứ tưởng tượng rằng khi mà mình bị ngã chẳng hạn thì vết thương đó ban đầu sẽ như thế nào ạ? Nó sẽ bị tổn thương, sau đó vài ngày nó sẽ đóng vẩy, và khi lớp vảy đó nó bong ra thì sẽ để lại một lớp da màu hồng. Và nếu như chúng ta bảo vệ, chăm sóc tốt thì vùng da ấy sẽ nhanh chóng trở lại bình thường, đồng đều cùng với vùng da khác. Bằng không thì sao ạ? Nó sẽ tăng sắc tố và sậm lại, và mình hay gọi đó đấy là sẹo thâm đấy. Và vậy tại sao là như thế? Đó chính là bởi vì khi mà vết thương lên da non thì lớp da đó sẽ còn rất là mỏng, yếu, do đó rất là nhạy cảm với ánh sáng, ánh nắng và môi trường. Và với sự yếu ớt đó mà không được che chở hay là bảo vệ thì cơ chế tự nhiên của con người sẽ đẩy một lượng hắc tố melanin lên để bảo vệ cho vùng da tại đó và hình thành một mảng nám hay là đốm tăng sắc tố. Và chúng ta sẽ phải thay cơ chế tự nhiên đó bằng cách chủ động chăm sóc, bảo vệ cho làn da. Vậy nên chăm sóc da sau khi điều trị nám là một điều hết sức cần thiết. Và bởi vì đây là thời gian vàng để mà chúng ta sẽ phục hồi, tái tạo lại làn da. Và tất nhiên là sau khi bong vẩy thôi, còn thời gian mới tia hoặc đốt hoặc là mới làm xâm lấn thì phải hoàn toàn vệ sinh vô khuẩn thật tốt bằng povidin hoặc là nước muối sinh lý, và phải dùng bông sạch để chậm khô. Và nguyên tắc bao giờ cũng phải giữ cho khô ráo, sạch sẽ và để cho lớp vẩy đó hoàn toàn tự bong. Và chúng ta tuyệt đối không được dùng tay để bóc cậy đâu nhé, để rất là dễ bị tăng sắc tố. Và sau khi thời gian bong thì chúng ta mới dùng các sản phẩm hỗ trợ để làm bôi lên da, làm nhằm thúc đẩy tăng sinh, tái tạo lại làn da. Và sau khi điều trị thì bạn nên chú ý tới những biện pháp chống nắng, tránh tiếp xúc với nắng từ khoảng thời gian từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, vì đây là khoảng thời gian mà rất nhiều tia UV làm hại cho da. Và bạn nên bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài ít nhất 15 phút để kem thẩm thấu, và cách 4 tiếng thì vỗ lại một lần, và nên vỗ dày lên một xíu, dù sao thì thừa vẫn hơn là thiếu. Và luôn đeo khẩu trang và đội mũ khi ra ngoài nắng, vừa có tác dụng làm ngăn bụi bẩn và vừa tránh được ánh nắng của mặt trời. Và bạn nên bôi kem và sử dụng thuốc theo đúng chỉ dẫn, và nếu như thực hiện được chăm chỉ và đúng theo hướng dẫn thì sẽ thúc đẩy nhanh được quá trình điều trị và làm cho làn da trắng sáng hơn. Và tiếp theo đó là một điều cũng rất là cần thiết, đó là phải có một chế độ ăn uống khoa học. Để da luôn khỏe mạnh thì bạn nên cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể, cũng như là các vitamin này, khoáng chất tốt cho làn da. Vì vậy bạn nên ăn nhiều hoa quả này, có các vitamin A hoặc vitamin C, đặc biệt là hạn chế sử dụng các chất kích thích. Và các bạn cũng cần phải có một chế độ nghỉ ngơi hợp lý, bởi vì như chúng ta đã biết thì nám một phần cũng do stress này, mệt mỏi, bận rộn với công việc, mất ngủ gây ra. Vì vậy nên cần phải có một chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống điều độ để tạo cho mình một cách để mà cân bằng cuộc sống, và tránh sử dụng các mỹ phẩm này trang điểm trong tuần đầu. Mỹ phẩm chứa rất nhiều là hoạt chất có thể gây kích ứng cho da. Để phòng tránh những nguy cơ gây kích ứng cho da thì tốt nhất trong tuần đầu sau khi điều trị thì bạn không nên dùng, chỉ nên dưỡng da bằng các thuốc được chỉ dẫn hoặc là bằng các sản phẩm từ thiên nhiên lành tính, như là đắp mặt nạ hoa quả thay vì dùng mỹ phẩm hàng ngày. Và chất
lại thì chăm sóc da là một việc làm rất là cần thiết, ngay cả khi mà bạn không bị nám. Và để có một làn da khỏe, đẹp, sạch nám thì việc ưu tiên hàng đầu chính là duy trì một thói quen chăm sóc da đúng cách. Và sau khi điều trị nám thì chúng ta cũng đừng vội vui mừng, bởi vì là chỉ cần lơ là một phút thì nám có thể quay lại bất cứ lúc nào. Và nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận phía dưới để chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và nếu như thấy video này hữu ích thì hãy ấn like để tiếp thêm nhiều động lực cho mình ra thật nhiều video mới, chia sẻ cùng các bạn kiến thức làm đẹp khoa học. Và đừng quên subscribe kênh của mình để đón xem những video mới nhất từ mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ mỗi tối.